Vâng, xin chào bà con nha. Chào mừng bà con đã quay trở lại với video tiếp theo của Lý Trung nha bà con. Thì trước mắt bà con đang thấy ở đây thì đây là cái trà lúa ST24 rồi bà con ơi. Thì trà lúa ST24 này thì cũng đang vào cái giai đoạn ôm đồng và chuẩn bị trổ nè bà con. Nhưng mà Lý Trung thấy chú Bảy mà hôm rồi Lý Trung có chia sẻ với bà con một cái video về cái cách mà chú canh tác cái giống ST24, 25 đó bà con. Thì nay chú Bảy lúa đang trong giai đoạn làm đồng trổ, chú Bảy có bón phân nè, để Lê Trung thấy cũng là lạ chuẩn bị trổ một bón phân này để Lê Trung lại hỏi thăm chú Bảy một số cái ý kiến cũng như là một số cái cách làm của chú cũng như là cái cửa này nè, đối với cái giống T24 này vì sao mình phải rẽ phân đó bà con, để chia sẻ lên cho bà con mình sẽ tham khảo ha. Đây giải phân nữa chú Bảy. Dạ. Dạ, kiếm 10 tấn à. Này lúa mình này ở T24 hả chú Bảy? Này được nhiêu ngày rồi? 58 ngày. 68 ngày hả? À? Dạ. Bà con thấy lúa ST mà chú Bảy làm cũng không có cao lắm hả bà con? Đi cũng tới lưng quần thôi, màu lúa cũng khá là đẹp. Yeah, trời thương cho được nhiêu mừng nhiêu hả? Dạ. Yeah. Ủa sao cái cử này là mình đang lúa đang ôm đồng chuẩn bị trổ mà mình đã phân thêm là nhằm mục đích gì chứ vậy? Coi như là mẹ, trong khi là năm mấy ngày mình rước mẹ là nó hết rồi, nó ăn hết rồi. À. Thì thằng con nó vẫn thiếu phân. À. Là cũng như là cái này là cũng như là cái dạng mình bón mình nuôi cái con. À, nuôi cái con, ăn con lên. Dạ. Yeah. Khi mà mẹ nó đổ đều là con nó lên hết rồi. Dạ. Yeah. Vì lần đầu tiên mình gãi là mẹ nó dành ăn hết rồi. Dạ. Yeah. Thì buộc mình phải cho con ăn thêm. Dạ, yeah, cũng có rất là nhiều bà con nói là mình cái cây con thì nó sẽ lên một lượt với cây mẹ, là theo như chú Bảy nghĩ là đúng hay không? Không, cái đó là không có đâu chắc. Dạ. Yeah. Lúc nào cái cây mẹ mình quyết định quay lên trước hết á. Dạ. Cái con nó trễ hơn khoảng một tuần lắm là trễ là một tuần là khỏe ru đó. Dạ, yeah, tại vì cũng có một số bà con nói lại với con là nếu mà cái lúa mình chăm sóc tốt á thì cái cây con nó sẽ lên ngang bằng với cây mẹ, cho nên là mình không cần phải bón thêm cái cử phân này. Nói chung là cái nói thì nói vậy chứ là nó khoảng 1:10, 1:7 chứ không khi nào mà nó đồng nhau được. Dạ. Yeah. Ví dụ mẹ nó 10 là con nó chỉ 7 thôi. Dạ. Yeah. Thì buộc mình phải đưa thêm nó mới ấy. Còn nếu giờ cháu không rước thêm thì nữa, cái con có cái nó trổ hết, có cái nó lú ra khúc gì rồi, có khúc nó kẹt rồi không ra được. Dạ, yeah, kiểu như là mình phải thúc lên thêm cho cái đồng của cái bông con nó mới ra kẹp. Con thôi, chứ yeah. Mẹ thì nó đủ rồi đó. Dạ. Yeah. Cái năng suất của cái T24 này như chú Bảy thấy mỗi năm mà mình làm nó trúng hơn cái T25 không chú Bảy? Theo chú thì tao làm rồi mấy năm trước thì thấy cái 24 này thì cái đông xuân là nó cũng cỡ với 25 với có khi nó cũng cao hơn. À, mà hè thu thì nó trúng hơn hả? Hè thu thì nó cũng khoảng nằm có khoảng cỡ 6 tấn đổ lại rồi. À. Nói nhờ được cái giá chứ vậy? Giá, ổng rài thì cũng nghe vậy, cái chú cũng chưa thấy mà đều nghe nó được 7, 8 đó. Dạ. Yeah. 6, 8 ngày mà sao thấy chưa có đầu mình đó thôi. Cái nước, bây giờ bắt đầu nước vậy nè. Ví dụ nó đang sẹt cái giờ mà trung rước cái nó chừng lại. Dạ, cũng như là mình rước cái nó chừng lại, nó chờ cái con lên. Phân chừng lại khoảng chừng 3-4 bữa bắt đầu nó bắt phân rồi, cực lẹ lắm. Dạ. Nó nhanh thôi. Như cái ở cái cử này thì mình bón khoảng một mẫu cỡ bao nhiêu ký phân chú Bảy? Chú thì 2,5 mẫu này là cái cử của chú nâng thêm là 3 bao đó là 150 ký đó. Là 2,5 mẫu là chú bón 150 ký. À. Là một mẫu tầm khoảng cỡ 60 ký. Khoảng 60 ký. Mẫu cỡ 60 ký. À. Thì ở cái cử này chú thường là bón cái loại phân nào chú Bảy? Thì chú cái cử này là bón NPK, là phân của Hải Dương nè. À, phân Hải Dương là nó hàm lượng của nó là 20-20-15 đó. 20-20-15. À, Hải Dương trước là nó Hải Âu, nhưng giờ nó đổi là Hải Dương đó. Dạ, cũng như 20-25 là mình bón theo cái công thức y như phân của đầu trâu rồi ha. À,
thích của người. Dạ. Cái này mình xịt mấy cử thuốc rồi chú Bảy? Cái này là xịt 2 cử máy bay rồi. 2 cử xịt bay rồi ha. 2 cử máy bay rồi, chắc hiện tại là 2 cử rồi đó, 18 bữa 18 tới rồi xịt cần phi. Dạ, là dự định khoảng 2 ngày nữa là mình sẽ phun thêm một cử nữa ha. 2 ngày nữa là phun tiếp tục một cử nữa. Dạ. Rồi đến khi lúa đổ đều cái cử nữa. Dạ. Cuối cử nữa là xong đó. Tại hôm rồi con có quay cái clip mà chú làm cái ST25 á, thì bà con thấy dàn lúa cũng quá trời ngon luôn, bà con cũng kêu con quay lại cái kỹ thuật của chú có chia sẻ cho bà con mình tham khảo để mà bà con mình làm á chú Bảy. Như cái ST24 này thì chú Bảy thấy cái nó thường là nó bị những cái loại dịch hại nào nhiều chú Bảy? Bây giờ nó từ cái giai đoạn là từ cái lúa bắt đầu nó ôm đồng cái chỗ là thường khi nó bị là bị khuẩn trái bì lá. Bị khuẩn với trái bì lá. Từ cái giai đoạn này đó đi nha. Dạ. Rồi nó sâu đồ nhiều không chú Bảy? Nó thì cái này sâu thì nó cũng như các loại lúa khác thôi, nhưng mà cái mức độ đạo ôn thì nó nhẹ hơn. Đạo ôn là nó nhẹ. Nó rất nhẹ đạo ôn. Là nó mình có thể nói nó kháng không hay là nó chỉ nhẹ thôi? Thì nó là nó cũng có khả năng là nó kháng bệnh được. Dạ. Nhưng mà điều mình xịt đây là theo cái tư cách của mình là mình để phòng thủ thôi. Dạ. Chứ theo chú nói cái đạo ôn mình bỏ luôn nó cũng không có đến nỗi. Dạ. Nhưng mà điều theo khuyến cáo của hồ ăn cua thì ổng nó không cần phải xịt đạo ôn. Hồ ăn cua là cha đẻ của cái giống lúa ST. Cha đẻ nó. Yeah. Nhưng mà có cái mình thì nói chung nông dân mình không dám bỏ. Dạ đúng rồi. Mình... Bây giờ ổng nói bỏ nhưng mà khi nó lỡ có xảy ra ổng có chịu cho mình đâu. Dạ đúng rồi. Bắt buộc mình phải thủ. Tại vì cái kinh tế là của mình mà. Ví dụ như cháu chú Bảy kêu cháu đi lấy món đồ gì của ai đi cho chú Bảy đi. Dạ. Yeah. Mày đi lấy cái đó tao nhậu, ví dụ muốn ngồi nhậu thôi. Dạ. Yeah. Đổ cái lợp ha, lấy cái lờ. Yeah. Bắt con cá mày đi có gì tao chịu, nhưng mà lấy rồi mà tới chừng cũng có gì ông có chịu đâu. Dạ yeah, đúng rồi đó. Thì giờ cái ông cua này ông sáng tạo ra cái giống này. Yeah. Thì trên bao bì thực tế là ông khuyến cáo là bà con không nên là xịt đạo ôn. Xịt đạo ôn không phải cần xịt đạo ôn. Dạ. Yeah. Nhưng mà ông khuyến cáo gì khi xảy ra hư hao rồi ông có chịu đâu. Dạ yeah, đúng rồi đó. Đấy. Thành thử ra gì đó thôi bây giờ mình thủ cho mình. Yeah. Mình tự thủ đi. Vì đây là kinh tế của mình chứ không phải của ổng. Dạ, bán giống rồi thì ổng không có còn cái gì dính dáng trong này nữa. Dạ. Cái này chú Bảy làm nhiều năm rồi, chú Bảy thấy cái phần của nó chú Bảy bón nó thấy nó tương đương với cái giống thường mình hay không, hay là nó nặng hơn không chú Bảy? Thì nói đúng ra cái này thì theo chú thấy là nó cũng ngang ngang với cái giống mà đài 08 hay 18. Dạ, nó cũng nghe với những cái giống thường mình xả. Ví dụ như là đây chú nói thì chung vậy là thí dụ như của thằng Vũ này nè. Dạ. Yeah. Nhưng mà theo như chú là lúa này chú rước cái nữa. Dạ. Yeah. Cái OM18 bên đây nè bà con. Nhưng mà gì không biết nói thì lý sao muốn dán, chứ nếu như gì bà con ở trên chú ta mần là ta đi 5 đợt phân á. 5 đợt phân. Rất là trúng hôm nông xuân là 9 tấn á. Dạ. Là OM này nè. Mà không biết thằng Vũ thì nó mần thì kỹ thuật mỗi người mỗi khác thành ra. Dạ. Nói chứ nếu như là chú mà có OM18 này thì hiện tại bây giờ nó đang đẹp đẹp mà chú xương cho nó một mẫu khoảng một bao nữa. Dạ là nó sẽ ngon hơn. Nó rất đạt luôn. Đó khi chín cái hạt lúa trắng nó bị lép. Dạ. Nó vô cậy được. Còn giờ nó rước hôm ba mấy ngày, bốn mấy ngày thì bữa nay là cháu nhìn thấy cái màu lúa nó xuống rồi đó. Dạ. Cái thấy... màu lá này mà nó xuống phân rồi cho nó có bệnh. Thấy lúa nó hơi bị vàng nè. Xuống phân rồi đó. Nhưng dạ. Hiện tại giờ mấy cháu không ấy nữa là nó trổ, nhiều nó trổ đóng đuối lắm. Dạ, thấy nó trổ kiểu hơi rặn rặn, nó không sung lúa ha. Đi về thí dụ như cháu khỏe, nãy cháu chưa đói bụng. Dạ. Bảo có bao 50kg cháu đi ngời ngời. Dạ. Nhưng mà tới lúc cháu đói rồi cũng ráng này đói, nhưng mà đói quá rồi ráng cũng đi chứ ngửa đường cũng dục. Dạ, rung giò rung cả đó. Hiện tại giờ cái lúa này cũng như mình vậy đó. Dạ. Mà ăn 4-5 chén cơm thì mần được buổi, mà thí dụ sáng ăn đỡ chén cơm mần trứng bây giờ đói thấy mẹ mần gì nổi nữa. Dạ. Thì cái ông này giờ cũng vậy đó. Dạ. Bởi vì thí dụ như mình thấy cái vàng lá nó xanh thiệt, nhưng mà mình nhìn kỹ đi, hiện tại nó đang xuống phân. Dạ. Yeah. Bây giờ nó đang cần một cái liều thuốc dục, cũng như đàn bà mà chích mũi thuốc đẻ lẹ chút. Dạ. Yeah. Nôn nao mình nói vậy. Dạ. Yeah. Chú ơi, mày người đủ quá đó. Sao không bị kéo bọng được, có ra đồng lỡ bọng phân mở không ra, không có kéo mình cắt vậy. Dạ. Có là không có, trời, phải xách xe chạy về nữa, thì thời gian nó mất mà nó tốn hao đi chi phí xăng dầu mình nữa. Dạ. Yeah. Chân chú thủ đó, ông này ông trời ơi, ông đi đâu chú thủ chú thấy ghê quá. Giờ hỏi cháu cho đây chạy, chạy xuống mà ta xịt xăng rồi. Dạ. Yeah. Mà xăng bây giờ đâu phải là rẻ đâu.
mà hỏi mình quên mà không có nó làm sao lấy ra. Dạ, không đúng có rồi. Kéo không, cắt mẹ cái bao này không cần bỏ. Chú quẩy mà cái gì con thủ lắm. Dạ. Yeah. Cái này chú quẩy thấy cái đối với cái ST24 này nó có bị vàng lá chín sớm không chú quẩy? Cái này thì theo chú thì chú chưa thấy. Chưa thấy ha. Ừ. Bây giờ đây là hiện tại như cái đám lúa trên đầu đó chú đó, cái đám ngay đầu đó chú luôn nè. Dạ, cái chỗ đám cỏ cỏ hả chú bây? Không có, cái đám cỏ đó là thứ gì lắm của ông Thành. À, con Thành. À, cái đám của Hiếu ngay đầu đó chú nè. Dạ. Cái múc bờ tới đó. Dạ. Thì nói chung là hiện tại nó bỏ luôn, nó không xịt á. Không xịt. Nó chỉ xịt một cử sơ đục thân. Dạ. Còn chú thì chú vừa một cái đợt rồi, chú phun hai đợt, một đợt đục thân với một đợt rồi chú cũng xịt bệnh cho nó rồi. Dạ. Phòng thủ cho nó thôi. Như chú xịt vậy là chú xịt từng thứ hay là chú cộng luôn? Chú xịt. Là như hôm rồi thì chú xịt thằng Napoleon. Napoleon. Cùng cát. Yeah. Thằng ba lưỡi búa. Yeah, là cũng như là mình của lúa vàng đó. Dạ, là mình già không ba lưỡi búa, ba lưỡi búa của Sulfuron, Sulfuron ba lưỡi búa là của nào ta? Của lúa vàng á, Phú Sa Đông á. Phải không? Ờ, Phú Sa Đông rồi có công ty lúa vàng. Dạ. Yeah. Nó hai loại, một loại thì cũng khu sa đông mà hình con bướm. Dạ. Còn sau này nó làm thêm loại ba lưỡi búa. Dạ dạ. Bây giờ nó xịt bướm bộ đẻ hoài rồi nó lấy búa chứ. Bữa ông kia ông năm rồi đó chú xịt ổng á. U mẹ của tôi xịt mà ba con bướm chắc nửa sâu không quá. Nói sao nó đủ mà bướm nó đẻ sâu ông ơi, tôi xịt bướm. Rồi. Ông chém ba lưỡi búa chặt cho hết. Dạ. Nói chung thì chú vậy đó, ngày nào mà thấy không có bữa nào mà tao không đi ruộng là bữa đó trong mình dữ lắm rồi đó. Dạ, thấy con qua thăm ruộng lần nào thấy chú Bảy bên đây đó mà. Ông Mười, ông già Mười này, ông mà tôi sợ ông quá. Ông sợ tôi không, tôi sợ hỏi gì sợ. Ủa mẹ gì đâu, Hương Đông, ông xuống thấy ruộng rồi ông làm. Non anh ơi, trời ơi, anh ruộng nhà, anh không sao, tôi mướn mà rầu thấy bà. Dạ. Yeah. Nói chung mình ruộng mướn phải lo hơn người ta rồi chung ơi. Dạ. Yeah. Ta nát vỏ còn bề tre, mình không có tre, không trúc gì hết. Thấy chú Mận chứ ông chủ ruộng thình thình ông coi hoài về, kêu ổng lúc lúa rồi thấy được đẹp kêu ổng coi ổng. Ừ ông Mận tôi khỏi coi, tôi biết rồi. Nhưng mà ổng đi coi rồi mình không ai. Dạ. Chú quá tìm. Bây giờ chú xuống mà khoảng 4 ngày nữa rồi nó có khả năng nó rồi 4 ngày nữa nó có đẹp. 4 ngày nữa mới trổ ha. Là 68 ngày rồi. Dạ. Yeah. Mốt thì tốt là 70 ngày. Dạ. Yeah. Như theo chú Bảy thì cái lúa ST này mình xả thưa với xả dày là mình xả kiểu nào ngon chú Bảy? Xả thưa ngon hay là xả dày ngon? Thì cái lúa này thì chú nói chung là theo riêng về chú á. Dạ. Thì 6 dạ là vừa. 6 dạ là 120 kg. 120 kg mẫu vừa. Dạ. Nếu 5 dạ thì thưa quá. 5 dạ thưa quá ha. À. Trái nhớ khi mà trái lúa thưa rồi thì nó nhiều cái nó thiệt hại lắm. Dạ. Cái thứ nhất mà quá thưa thì cái vấn đề cỏ là nó dễ lên. Yeah. Nhưng mà cái lúa mình dày thì khoảng 25-30 ngày nó nở bít ra thì lúc đó cái ánh sáng mặt trời nó không còn hoàn hợp được nữa. Yeah. Thì nó ảnh hết lên rồi. Mình yeah. Giữ nước trong vòng 30 ngày rồi không có ém nước mà không bị cạn là đạt hơn năm nay chú làm nước hơi đạt hơn mỗi năm. Dạ yeah, thấy năm nay kiểu thấy không nay, không có lúa ha, không có lúa lộn ha. Lúa lộn thì nó cũng lúa đốc ít vậy thôi chứ không yeah. Nhiều. Thế người ta bỏ rồi chú thì nay mai cứ quẩn quẩn chú rảo cái nữa. Dạ. Yeah. Rảo vậy nó lợi gì? Như chú Bảy mua cái giống lúa ST này thường chú Bảy mua ở đâu chú Bảy? Chú mua của đại lý Úc Hoành nữa. Dạ của đại lý Úc Hoành ha. Ừ, đại lý Úc Hoành. Là nó chú hôm rồi chú mua là bao nhiêu một ký? Con chú mua 21.000 ký giống á. 21.000 ký giống. Ừ, 21.000. Dạ. Mà năm nay thì cái giá của nó hiện tại thì thấy cũng khá là cao không chú Bảy ha? Dạ thì nó đóng ra thì hiện tại khoảng một tuần hai tuần nay thì có cò nó đi mà sao mà bữa nay đứng rồi thì nó báo cho biết là giá 7.800 đó. 7.800 một ký là hiện tại bây giờ khu trở là chưa ai chịu quán hết trơn á. À, kiểu như dạng giờ nó mua lúa non là 7.800 lúa chưa trổ. Ừ. Dạ. Hiện tại trước đây hai tuần rồi đó rồi nó có giá 7.800 mà bà con ta không chịu quán. Dạ. Thì nếu mà lúa nó lúa chưa trổ nó mua 7.800 thì chắc nếu mà lúa chín chắc có thể ra 8.000. Theo hy vọng của bà con mình thì có khả năng lúa này nó sẽ được 8.000. Dạ.
Rồi thì con cũng cảm ơn chú Bảy đã chia sẻ một số kinh nghiệm của mình để cho bà con mình tham khảo chú Bảy. Thì nói đúng ra chú biết cái nhiều thì chú nói bấy nhiêu à, chứ còn nói dốc quá thì nói cũng không được. Dạ. Chú nói không dư mà nó thiếu nó cũng không được. Dạ dạ. Thì gần gũi con cháu cũng biết chú là tao mà dạ. Nghĩa là cái cử chỉ hành động gì con cháu tới lui biết rồi. Dạ dạ. Rồi. Bây giờ mà 5 tấn mà cháu kêu chú nói 5 tấn rưỡi tao nói không được. Dạ đúng rồi. Mà mình nói là, nó dư quá nó cũng không được, còn nói thiếu cũng không được. Dạ, nói chung là mình nói phải chính xác chứ mình nói dư thêm mình cũng đâu có được gì. Là gì tin cái mình thiệt tình. Dạ. Ta cần nhất cái thiệt tình của mình. Dạ. Mình gian xảo trong đó rồi thì kể như một lần nói dối thì cháu nghĩ thêm ngàn lần sau người ta không tin mình đâu. Dạ đúng rồi. Cái lần này ông nói được thì ngàn lần sau ông còn hơn cái này nữa. Dạ đúng rồi. Cho nên ông chủ ruộng chú cũng nói thiệt không giấu. Dạ. Bây giờ bán đây chú nó giá bổng ví dụ 8 tấn chú nói 7 tấn rưỡi cũng được vậy. Dạ. Nhưng mà không. Bây giờ ông cho tôi muốn cho ông cho thôi. Dạ. Yeah. Có nhiều nói nhiều trời cho mình mà. Dạ. Yeah. Mình nói có anh em ta mừng chứ không lẽ mình nói có người ta ghét là giật của mình thôi. Dạ. Yeah. Cho nên buộc chú không có khi nào nữa thì đây thằng Vũ mà gần chú không khi nào chú phải nói dốc. Dạ. Yeah. Đó gần gũi chú cháu đó cỏ bờ nó xịt đợt tao xịt đợt chú cháu vậy có khi nó kẹt à chú xịt luôn. Dạ. Yeah. Nguyên nay nguyên cái bờ con đi thấy chú xịt không á. Dạ. Tao ngủ giờ là chú xịt hai cử đó. Thấy tới cái bờ mà còn không có cọng cỏ lên nổi thì nói chi trong ruộng. Bảy thì cái con là cái gì mình bây giờ cái quan điểm với chú thì giờ mừng nặng không nổi. Yeah. Thì mấy chị nhẹ nhàng thì mình gánh giá cho con mình mừng một ngày hai ngày không rồi ba bốn ngày. Dạ. Yeah. Con mừng chuyện khác thì chú bây giờ chỉ nhiêu đây thôi. Dạ. Yeah. Thì kính thưa bà con, ở trên là một số cái kinh nghiệm của chú Bảy về cái việc mà chúng ta canh tác cái giống lúa ST24 đó bà con. Thì bà con mình xem thấy cái kinh nghiệm cũng như là cái kỹ thuật của chú Bảy mình áp dụng được thì mình xem tham khảo để áp dụng cho cái trà lúa mình ha bà con. Đó rồi, đến đây thì video Lê Trung cũng xin phép kết thúc bà con ơi. Lê Trung cũng xin phép kính chúc cho toàn thể quý bà con của mình có thật nhiều sức khỏe cũng như là có được một mùa vụ thật thắng lợi nha bà con. Xin kính chào bà con và hẹn gặp lại bà con ở video tiếp theo.